Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau nhiều tháng chật vật trên chiến trường và để mất đi một số khu vực tiền tuyến vào tay Nga, Ukraine đã đổi chiến thuật bằng cách mở một cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk, Nga, tiến sâu vào tỉnh biên giới này tới 10 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 8 tháng 8, lực lượng Nga đã ngăn chặn được đà tiến công của Ukraine, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn với lực lượng Ukraine ở các huyện biên giới Sudzhansky và Korenovsky thuộc tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 400 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương, 32 trang thiết bị quân sự hạng nặng chịu thiệt hại trong các cuộc giao tranh ngày 8 tháng 8. Như vậy, kể từ khi Ukraine tấn công tỉnh Kursk ngày 6 tháng 8, tổng cộng Ukraine đã mất hơn 660 lính và 82 trang thiết bị quân sự. Tờ The New York Times dẫn lời một người lính Ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết quân Ukraine đã chiếm giữ một số khu định cư ở tỉnh biên giới này và có một số video cho thấy các đoàn xe bọc thép của Ukraine di chuyển trên các con đường bên trong nước Nga, cách biên giới khoảng 10 km. Một blog quân sự nổi tiếng của Nga lấy tên là Raiba hôm ngày 8 tháng 8 cho rằng lực lượng Ukraine đã kiểm soát thị trấn Susa ở tỉnh Kursk. Tờ The New York Times đã xác minh các video được quay ở Susa, trong đó có cảnh những chiếc xe hơi đang cố gắng rời đi khi xung quanh có tiếng súng nổ và trên đường rải rác những phương tiện bị đốt cháy. Đến hết ngày 8 tháng 8, chính quyền Kiev vẫn giữ im lặng về cuộc tấn công tỉnh Kursk. Theo The New York Times, hôm ngày 6 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky dường như đang bóng gió về cuộc tấn công này khi nói rằng càng có nhiều áp lực lên Nga thì hòa bình sẽ càng gần hơn. Sau đó, ngày 7 tháng 8, ông Zelensky một lần nữa bóng gió rằng Nga đã mang chiến tranh đến Ukraine và nên cảm nhận những gì họ đã làm. Không rõ liệu Ukraine có tìm cách giữ khu vực này hay không, và bất kể bước tiếp theo của Ukraine là gì, thì cuộc tấn công này cũng đã mang chiến tranh sang tới lãnh thổ Nga, ít nhiều khiến cho Nga bất ngờ và lúng túng. Theo The New York Times, ông Ivan Kiriyevsky, nhà bình luận quân sự của trang Defense Express, cho biết sự im lặng của Ukraine đối với chiến dịch tấn công tỉnh Kursk đã giúp cho chiến dịch này thành công, trái với việc Ukraine liên tục đưa ra những thông tin về cuộc phản công vào năm ngoái, nhưng không thu được nhiều thắng lợi. Theo ông, nếu Ukraine giữ bí mật, tỏ ra không biết chuyện gì xảy ra, thì đối phương sẽ càng khó hiểu hơn. Một người lính Ukraine tham gia cuộc tấn công tỉnh Kursk có tên là Oleksandr trả lời The New York Times rằng quân Nga không lường trước được Ukraine sẽ kéo quân sang, và quân Nga đã bỏ chạy tới những nơi họ có thể. Người lính này nói rằng đơn vị ông đã bắt được tù binh và thu giữ được một xe tăng. Dù thừa nhận phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, người lính này chia sẻ rằng tất cả những người tham chiến đều thấy vui trong lòng. The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine đề nghị giấu tên, cho biết mục tiêu của cuộc tấn công này là chuyển hướng chiến sự, tức là buộc Nga chuyển binh lính vũ khí của mình sang lãnh thổ Nga và giảm bớt áp lực từ cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ukraine. Quan chức này nhận định rằng cho đến nay, cuộc tấn công tỉnh Kursk đã diễn ra thành công hơn nhiều so với các cuộc đột kích xuyên biên giới trước đây. Cuộc tấn công cho thấy Ukraine có thể hoạt động bí mật, tránh tình báo và do thám Nga để tập hợp lực lượng lớn mà Bộ Quốc phòng Nga ước tính lên tới 1.000 quân. Điều này đã khiến quân Nga không khỏi bất ngờ và đã phải điều một số lực lượng dự bị tới yểm trợ khu vực này. Ông Manryei Sagoronius, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và hiện vẫn là cố vấn của chính phủ Ukraine, cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công tỉnh Kursk không phải là chiếm giữ những vùng đất của Nga lâu dài mà để thách thức Nga, nhằm chuyển hướng lực lượng, sự chú ý và nguồn lực của Nga, đồng thời chứng minh rằng Nga không có đủ nguồn dự trữ và không có khả năng phục hồi. Còn ông Konrad Muzika, nhà phân tích quân sự của nhóm Rochan Consulting, chuyên cung cấp dữ liệu nguồn mở về phân tích tình báo của Nga và Belarus, có trụ sở ở Ba Lan, viết trên trang Ukraine Comlist Monitor rằng cuộc tấn công giúp Kiev duy trì sự hiện diện ở Kursk, giúp cải thiện vị thế của mình trên bàn đàm phán. Dù cho rằng đây là chiến dịch táo bạo, Ukraine có thể thu lợi nếu Nga giám sát các cuộc tấn công ở Donetsk, nhưng chuyên gia này cũng nói rằng Ukraine sẽ là bên thua cuộc nếu lực lượng Ukraine bị ngăn chặn và phải chịu tổn thất rất lớn. Nga sẽ triệu tập họp khẩn Hội đồng Bảo an vụ tỉnh Kursk bị tấn công. Nga sẽ triệu tập họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 13 tháng 8 để thảo luận về các cuộc tấn công nhắm vào tỉnh Kursk, Nga những ngày gần đây. Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc nói với hãng thông tấn TASS ngày 8 tháng 8. Một cuộc họp không chính thức của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề Tội ác của lực lượng vũ trang Ukraine và các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 8, theo phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc. Phái đoàn cho biết Cuộc họp dự kiến bắt đầu lúc 5 giờ chiều 13 tháng 8, giờ Moscow và theo thể thức Aria. Aria là một hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an để thảo luận về một vấn đề với sự tham dự rộng rãi của các nước thành viên trong Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, sáng 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã tràn sang biên giới, tấn công tỉnh Kursk. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 1.000 lính Ukraine và hàng chục thiết giáp tham gia cuộc tấn công này. Bộ này cho biết, quân Nga ngày 8 tháng 8 tiếp tục giao tranh với quân Ukraine ở các huyện biên giới Sudzha và Korenovsky thuộc tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga cùng với Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã ngăn chặn bước tiến của lực lượng Ukraine và các nỗ lực đột phá vào hai huyện trên. Ukraine đã mất 660 binh sĩ và 82 thiết giáp kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Ngày qua, ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nói rằng Liên Hợp Quốc sẽ tìm hiểu thêm về vụ tỉnh Kursk bị tấn công. Chúng tôi muốn có thêm thông tin chính xác ai là người đứng sau vụ bạo lực này. Chúng tôi muốn tất cả những bên liên quan hành động có trách nhiệm và đảm bảo bảo vệ dân thường. Cho đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin về những gì đang diễn ra, ông Haq nói. Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 8 tiếp tục không bình luận trực tiếp về các cuộc tấn công vào tỉnh Kursk Nga, nhưng nói rằng Nga nên cảm nhận những gì đã làm với Ukraine. Nga đã mang chiến tranh đến đất nước chúng tôi và họ nên cảm nhận những gì đã làm, tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky. Ông Medvedev đề xuất tiến quân tới Kiev, đáp trả vụ tỉnh Kursk bị tấn công. Ngày 8 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đề xuất Nga nên đáp trả vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk Nga bằng cách tiến quân vào các khu vực của Ukraine, thậm chí là tới Kiev và xa hơn nữa, đài RT đưa tin. Ông Medvedev cho rằng từ thời điểm này trở đi, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga phải trở thành hoạt động bên ngoài lãnh thổ. Ý muốn nói rằng chiến dịch sẽ vượt ra ngoài phạm vi 4 tỉnh Ukraine mà Nga đã sáp nhập năm 2022. Đây không còn là chiến dịch giành lại đất đai của Nga và trừng phạt Ukraine. Chúng ta có thể và nên tiến sâu hơn vào Ukraine, hướng tới Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolai, hướng tới Kiev và xa hơn nữa, ông Medvedev viết trên Telegram. Ông Medvedev gọi hành động của Ukraine là hoạt động khủng bố và lực lượng Nga sẽ chỉ dừng lại khi Nga coi đó là điều chấp nhận được và có lợi cho Nga. Bên cạnh đó, ông Medvedev còn nói rằng Nga cần nghiêm túc rút ra những bài học sau cuộc tấn công của Ukraine và đánh bại Ukraine như những gì mà Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã cam kết với ông Putin. Theo ông Medvedev, Ukraine mong muốn thể hiện sức mạnh của lực lượng quân đội mình nhằm thu hút sự chú ý của phương Tây để có thể kêu gọi phương Tây viện trợ thêm tiền và vũ khí. Cạnh đó, Ukraine còn mong muốn Nga phải chuyển hướng lực lượng, kéo quân từ các mặt trận khác về trấn giữ khu vực Kursk và Belgorod. Ukraine chưa xác nhận mình thực hiện vụ tấn công và cũng chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Medvedev. Mỹ đang làm rõ tin Ukraine đưa quân tấn công tỉnh Kursk của Nga. Ngày 7 tháng 8, Mỹ đã lên tiếng về thông tin Ukraine được cho là đem hàng trăm lính tràn sang biên giới Nga một ngày trước đó. Cụ thể, Nga cáo buộc Ukraine ngày 6 tháng 8 đã đưa khoảng 300 binh sĩ và 30 xe bọc thép, trong đó có 11 xe tăng, tấn công tỉnh Kursk của Nga. Theo các quan chức Nga, vụ tấn công khiến 5 người dân Nga thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương. Bình luận về thông tin trên, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói, chúng tôi sẽ liên hệ với quân đội Ukraine để tìm hiểu thêm về mục tiêu của họ. Bà Jean-Pierre lưu ý rằng Mỹ ủng hộ các hành động hợp lý của Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Nga, theo trang web của Nhà Trắng. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng nói rằng Washington đang liên lạc với Kiev về vấn đề này. Thật hơi quá khi họ gọi đó là hành động khiêu khích vì Nga đã vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, ông Miller nói với phóng viên. Người phát ngôn này nhấn mạnh rằng không có gì thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với việc Ukraine sử dụng các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Từ tháng 5, Washington đã cấm Kiev sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sang biên giới Nga. Ngày qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk, gọi đây là hành vi khiêu khích quy mô lớn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã mô tả vụ việc là hành động khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án. Hiện Ukraine vẫn chưa bình luận về cáo buộc tấn công tỉnh Kursk. 1.000 quân Ukraine đột kích qua biên giới, Tổng thống Putin họp khẩn. TASS đưa tin, hôm 7 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các cơ quan an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan An ninh Liên bang FSB về tình hình vùng biên giới Kursk. Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, Thư ký Hội đồng An ninh Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Tại cuộc họp, ông Gerasimov cho biết một đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine gồm khoảng 1.000 người với sự hỗ trợ của xe tăng, xe bọc thép đã tấn công khu vực Kursk vào sáng 6 tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng quân đội, biên phòng cùng với FSB đã ngăn chặn đà tiến của Ukraine và gây tổn thất lớn cho đối phương. Tổng thống Putin gọi hành động đột kích của Ukraine là khiêu khích quy mô lớn. Chủ nhân Điện Kremlin cáo buộc Kiev bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, nhằm vào các tòa nhà dân sự, khu dân cư và xe cứu thương. Theo giới chức và các blogger quân sự Nga, Ukraine tấn công cả trên bộ, trên không để đột kích qua biên giới, nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Kursk. Quân đội Ukraine được cho là đã tiến đến thành phố Sudzha, cách biên giới giữa hai nước khoảng 10 km. Đây là điểm trung chuyển hoạt động cuối cùng để xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine. Ông Vitaly Slatchev, thị trưởng thành phố Sudzha ở Kursk, mô tả tình hình rất căng thẳng, người dân được khuyến cáo nhanh chóng sơ tán để đảm bảo an toàn. Quyền thống đốc vùng Kursk, ông Alexey Smirnov cho biết ông đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực kể từ ngày 7 tháng 8. Tối 7 tháng 8, Nga đã triển khai lực lượng vệ binh quốc gia để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk, cách biên giới Ukraine chỉ 60 km. Nhà máy điện này có 4 khối lò phản ứng và tổng công suất gần 2 gigawatt, cung cấp điện cho Kursk và 19 khu vực khác. Lực lượng vệ binh quốc gia cho biết các lực lượng bổ sung cũng đã được triển khai để chống lại lực lượng trinh sát và phá hoại của Ukraine ở khu vực Kursk và Belgorod. Ukraine hiện chưa bình luận về cuộc đột kích. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay nước này không nhận được bất kỳ thông báo trước nào từ Kiev về bất kỳ hoạt động nào ở tỉnh Kursk. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, không có gì lạ khi Ukraine không thông báo cụ thể cho chúng tôi về chiến thuật của họ trước khi thực hiện trong giai đoạn xung đột. Ông nói thêm, chúng tôi đang cung cấp thiết bị, cung cấp cố vấn cho họ, nhưng về chiến thuật, về các cuộc tấn công hàng ngày mà họ thực hiện, đôi khi chúng tôi trao đổi về điều đó, đôi khi thì không. Việc họ đưa ra những quyết định đó là phù hợp. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ thay đổi chính sách liên quan đến việc cấm Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Chính sách của chúng tôi không thay đổi, hành động của Ukraine hiện nay không vi phạm chính sách của chúng tôi, ông Miller nói. Moscow, Ukraine đưa 300 quân, hàng chục xe bọc thép tấn công qua tỉnh Kursk của Nga. Đài RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 8 rằng Lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraine đã cố gắng xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga dọc biên giới Nga-Ukraine. Theo bộ này, vào sáng sớm 6 tháng 8, Lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraine đã điều động 300 binh sĩ, 11 xe tăng và 20 xe bọc thép khác tiến đánh các khu định cư Nikolaevko, Darino và Olesnya thuộc tỉnh Kursk. Trước khi tiến đánh, lực lượng Ukraine đã dội pháo và triển khai máy bay không người lái UAV tấn công tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã chặn nỗ lực của Ukraine, phá hủy 6 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe bọc thép và 1 xe kỹ thuật rà phá bom mìn của đối phương. Không rõ thương vong về phía Ukraine, song RT dẫn lại thông tin từ một số kênh truyền thông địa phương cho biết quân đội Kiev đã rút lui và tổn thất 20 binh sĩ. Tỉnh trưởng tỉnh Kursk, ông Alexey Smirnov cho biết đòn tiến công của Ukraine đã khiến 2 thường dân Nga đã thiệt mạng và hơn chục người bị thương. Trong bài cập nhật tình hình chiến trường ngày 6 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine có nhắc đến các đợt không kích của Nga tại tỉnh Sumy, song không đề cập hoạt động ở tỉnh Kursk. Tờ The Kyiv Independent cho biết đã yêu cầu Bộ Tổng tham mưu quân đội, tình báo quân sự Ukraine, HUR, bình luận nhưng đều bị từ chối. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.